ATV ẩm thực vùng quê xin thân chào cả nhà. Hôm nay ATV ẩm thực vùng quê làm một cái video để mà hướng dẫn những anh em mà có ý định mà làm câu bẫy chim. Thì trước tiên thì mình phải có lưỡi câu. Lưỡi này là lưỡi số 12. Lưỡi câu số 12, lưỡi câu đúc số 12. Lưỡi này thì nó 8.100. Đó, đây là lưỡi câu đúc. Rồi cái nữa là sợi cước. Sợi cước này là sợi cước 0,30. Đó, cước này thì 20.000 một cuộn như vậy nè. Rồi mình mua về. Rồi tháo ra. Tháo ra đó thì nó làm gì, nó vậy đó nghe anh em, nghe cả nhà đó. Rồi giờ mình muốn cắt lấy chín tấc, trên mình đo xuống 8 phân, đây xuống đây 8 phân, siết chặt lại. Tại vì mình cắt làm hai á thì nó thành 1,2 m, nó dài quá rồi đó, mình buộc nó lại vậy đó. Rồi mình dùng cái dao này nè, mình cắt nhấn như này nè, cắt ra là nó thành chín tấc ra nè, chơi cái kéo cắt kéo yếu yếu cắt không nổi nữa đâu, cứng lắm nguyên con này, đổ được rồi. Chín tấc nè, giờ mình tháo con cái thun này ra được rồi đó, rồi đó được chín tấc đó, chín tấc đó. Còn nó chín tấc là cách cắt là như vậy đó nghe anh em. Đó mình mua về nguyên con vậy đó, cắt ra nguyên một cuộn như nè đó, rút ra từng dây từng dây, mình rút ra từng dây mình tóm. Rồi ở đây thì tôi có sẵn đây, có sẵn mấy con này đây, cái con cắt trước nè, đó nó 8 tấc, à, 9 tấc, xin lỗi, nó 9 tấc. Cách làm như sao thì để tôi hướng dẫn cho anh em ha. Đây, thì đây là tôi có sẵn những cái dây mà tôi đã cắt sẵn rồi nè, cắt một cái mọt ngang như thế này, chứ không phải cắt thì sợ nghe, nghe anh em. Anh em cắt đúng chính tấc thôi, đừng cho nó dài quá. Dài quá gió nó quơ dễ rối lắm. Đây cách tóm như thế nào tôi hướng dẫn cho anh em luôn. Dùng hai đầu dây này mình câu lại. Mình nắm hai đầu dây này nè. Chập lại. Rồi ha. Mình hướng cái mình thuận dụng mình thuận tay phải thì mình hướng cái đốc câu về bên tay phải. Mai thuận tay trái thì hướng cái đốc câu về bên tay trái, quấn nè, bắt đầu mình chặt cái gì đó rồi quấn nè, một vòng nè, quấn dài vàng tràn vô nè, một vòng nè, hai vòng nè, ba vòng quấn gì bên trái, từ phải quấn gì bên trái, quấn cho nó chồng cái vòng đó lên đó, ba vòng thôi. Rồi nắm cái đầu này nè, còn lại nè mình rút, rút đến khi mà hết dây thôi. Đây nè, thấy không, nó rút gì đó đó, chắc lắm nè, vậy đó. Còn cái đầu dây còn lại nè, nó cứ cho nó thẳng xuống vậy, không cần cắt nó luôn, không cần phải cắt nó, tôi tóm quen rồi, nó xuôi theo cái lưỡi câu vậy đó. Nó ba vòng đó vậy đó, thẳng thắn luôn. Còn cái phần mà đẩy vô dây dây viền á thì anh em chọn mua dây 0,60 nè, dây nhỏ vậy nè, 0,60. Thì lấy cái lưỡi câu cho anh em so sánh nè, lưỡi câu là gì nè, nó lớn hơn lưỡi câu một tí xíu. Đó, nó lớn tương đương với lưỡi câu, lưỡi câu mà nó nhỏ xíu à, nó có lưỡi 12 cộng nó khoảng không tới 1 ly đó, dây này nó cũng không tới 1 ly luôn, nó không phải 60 á, không phải 60, dây 60 mình nói dây 60 là tôi biết là dây cước 60 đó. Rồi
Nhân tóm vô gì? Đó. Cho anh em xem. Ví dụ như là mình đã tóm xong hết rồi, muốn vô viền ha, thì anh em buộc một đầu dây, buộc một đầu dây đằng cái cây đằng đó đó, thấy không? Rồi anh em kiếm chỗ nào trống trống á, anh em bước 30 bước chân, 30 bước chân, bước một thường của mình, 30 bước chân thường của mình. Rồi anh em mới buộc đằng đầu này, căng lên, căng dây lên, căng dây là đặng mình vô viền á, nghe nghe anh em. Từ cái khoảng đầu buộc này nè anh em bỏ ra 2 gang tay, từ đầu buộc đó anh bỏ ra, anh em bỏ ra 2 gang tay ha. Rồi anh em mới đưa lưỡi câu vô, đưa cái dây mình tóm nè, nè nè dây mình tóm lưỡi rồi nè ha. Đó đây, chụp cái tay vô, chụp tay vô gì đó. À, anh em chặt chặt đưa sợi dây vô, à, đưa sợi dây vô gì nè, rồi nắm lại. Rồi anh em dùng cái lưỡi câu nè, à, bỏ qua bên đây, bỏ tròn qua đây nè, nó mình lòn giả dưới, mình móc ngược ngược trở lại nè, giữ thành gì nè đó, mình nắm cái tay giữ lại đây rồi xong đúng không, rồi mình lòn y đang gì bên như bên đây nữa đó, kịch ở đây. Rồi anh em nào là muốn làm 2 lần cũng được, ba vòng cũng được, mà 2 vòng cũng được, 2 vòng đi nó mau nhưng nó không có dục đâu anh em. đó là tóm được một cái, mình vô đúng của gì nữa, mình đo nó đây, một gang của mình là đo thẳng tay luôn nha, thẳng gang luôn, nó tương đương với là 2 thốt nốt, 2 thốt 2 đó. Rồi đầu mình mới tiếp tục làm tới gì hoài, làm đúng hết cái khoảng của mình, một cái khoảng đài của mình là 30 bước chân đó. Làm cho nhanh nhanh tay vô, anh em làm nhanh nhanh tay vô, tôi làm quen rồi, tôi làm nhanh nhất, trăm câu tôi làm chút xíu mà 15 phút đồng hồ xong rồi đó anh em. Vậy đó, một gang tay là một khoảng, một gang tay là một lưỡi anh em, thòng xuống dưới 8 tấc, nó còn lại 8 tấc đó. Mình tóm lên trên này, tóm lên viền rồi, tóm viền rồi ha, tóm vào lưỡi câu rồi ha, tóm vào lưỡi câu rồi ha, là nó còn 8 tấc đúng luôn á, là 8 tấc đúng rồi anh em, nó thòng còn 8 tấc đúng luôn anh em, cứ làm 9 tấc đi, rồi buộc vô viền, buộc lưỡi câu rồi nó thành 8 tấc. Khoảng đài thì 30 bước chân, còn dây, dây này thì dây 60, dây tóm 0,30, dây thái, dây cước thái. Khoảng cách của mỗi lưỡi là một gang tay luôn anh em, ví dụ như muốn đánh cúm núm không thì anh em để chừng hơn gang luôn, 2 thước 3, 2 thước 4 gì đó. Đó, hơn gang tay mình 2 thước 3, 2 thước 4 gì đó, chỉ đó đánh, anh em đánh cúm núm với chích không là gì đó. Còn em đánh những con lớn lớn thì làm khoảng rộng rộng tí, nó dướng cánh không nha, quấn vô dướng cánh không, vì đó những cái clip trước thì tôi cũng có đăng lên, anh em thấy nó dính đầu, dính đuôi, móc vô thịt con chim đâu, nó móc vô cái cánh, nó dính vô cái lông không mà không có sát thương gì chứ. Rồi đó, mình làm cái tú giải mình để con gà vô là nó rất là đẹp luôn, không có móc đâu nghe nè, nó không có móc cái con gà đâu nè, nó gì đó không móc vô thịt da nó đâu, không làm tổn thương đau đớn nó đâu đó. Rồi đây là cách để mà tôi hướng dẫn anh em để mà làm như thế nào để mình có một cái luồng câu, một câu bẫy chim là chi tiết luôn đó anh em, chi phí mình đâu cũng tới từ 500.000 à. Mình làm mình cắt đi cắt lại mình xài nha cả nhà nghe anh em. Cái lưỡi này nó dính con, ví dụ cái lưỡi này nó dính con cúm núm đi hay dính con cò gì đi, thì là mình mới cắt 3 cái lưỡi rối đó đó, 3 lưỡi rối đó đó, đem về nhà mình cắt ra để tôi hướng dẫn cho cả nhà luôn. Khi mà chiều mình đi xả câu mình mang theo cái túi ni lông như gì nè, nghe anh em. Rồi đầu mình mới cắt cắt cái lưỡi gì nè anh em, à, nó rối gì hay nó rối một cục gì đó, mình cắt ra nè, cắt sát luôn, cắt sát gì đi, cắt sát luôn nha, cắt sát đi. Rồi bắt đầu mình dùng cái răng á, mình dùng răng gì nè, mình dùng răng mình cắn cái đây, mình lặn sợi dây ngang, lăn sợi dây ngang, mình cắn vô cái đầu dây dư nè nghe anh em, đầu dây dư nè đó,
gắn cái đầu dây dưa đó, mình lăn cái sợi dây một cái là nó xuất ra liền, nó sạch sẽ cái sợi dây luôn, trống trải sợi dây của mình luôn đó, nó trống trải gì đó. Ba cái lưỡi câu mà mình đem về nhà, lưỡi câu rối đó, mình dùng cái lưỡi cái kéo mình cắt gì nè đó, cắt gì là nó vụt ra hết. Rồi mình tóm lại cho không bỏ lưỡi câu nghe em, lưỡi câu không có bỏ đâu, để dành xài luôn đó. Nhớ kỹ lưỡng là lấy bọc ni lông theo, bỏ nó vào từng lưỡi gì nè, đừng có cắt ở ngoài đồng trước, đem về nhà cắt. Về nhà xong mình sở dọn dẹp sạch sẽ cái lưỡi câu này nè, rồi xong mình tóm lại thôi. Tóm thì cách tóm đã có hướng dẫn cái lúc ban đầu rồi đó, tóm nè. Tóm rất là mau nghe nè, tôi tóm một cái một tôi không có cần cắn gì hết, mà cái lưỡi câu nó vẫn thẳng băng gì luôn, rồi gì luôn ra là được đó. Rồi anh em cứ vô cứ dọn dẹp cái sợi dây xong xuôi đúng không, thì cứ dấu cũ rồi anh em cứ làm tới, nên để ý trên cái giấy cỡ cái dây sợi dây nó còn chỗ nào sáng sáng là cái dấu cũ đó, hay là anh em cứ đo gang tay ra mà làm không gì trơn. Cách làm như gì, cách vô dây là cái gì cũng đã hướng dẫn rồi đây nè nghe nè đó. Tại vì tôi lấy cái sợi dây tôi buộc trong cái máy, trong cái chân quay của cái máy này thử nó hơi rung đó, vậy đó. Như này vậy thôi, mình cứ đo qua mà mình tóm lên vậy đó, đo qua gang tay tóm lên. Tại các bạn hướng dẫn cho anh em tôi làm chi tiết chậm chậm thôi chứ các bạn nhanh lắm, ngoài đụng tôi làm nhanh lắm. Xong đó nghe anh em, một gang tay rất là đơn giản luôn, gấp thì làm rất là đơn giản. Đây là những câu mình làm thành phẩm này nè, nghe cả nhà nghe anh em, đây là câu mình làm thành phẩm này nè. Gấp thì rất là đơn giản, rất là dễ làm luôn. Cái gấp câu cây tre, cái miếng tre, cái miếng giạt tre mình chẻ ra xong cái mình mắc cái đây cái ngàm nhỏ này nè, khoảng chừng xuống 1 ly, không tới 1 ly nữa, rồi mình vuốt vét dài tới đây một cái cho nó có cái rãnh, rồi mình lấy cây 52 á, mình nhỏ vô đây là mình đưa lại, mình gắn trả lại rồi buộc băng dây thun đó thôi, rồi cho nó nào nó khô thì nó cứng, rồi là mình vô lưới câu, vô lưới câu bằng cách này nè đó, mình vô gì nè đó, đây là ba gấp câu đó, mình vô lưới câu gì đó. Bởi vì vô một khoảng đài cái là mình buộc lại một cái, thắt nó lại một cái, khoảng đài thắt nó lại một cái, khoảng đài thắt lại một cái là nó không có bị bung cái lưỡi ra ngoài đó, đơn giản. Mỗi khoảng đài là mình thể thắt thắt cái gấp mình lại, buộc lại chặt lại, đừng cho cái lưỡi câu nó bung ra. Một khoảng, hai khoảng, ba khoảng, như gấp này là được ba khoảng câu rồi nè, gấp này một hai ba khoảng luôn, gấp này cũng vậy một hai ba khoảng luôn. Rồi thì cũng có bao nhiêu chi tiết để hướng dẫn anh em mà thôi, video cũng đang xin phép mình tạm ngưng anh em ơi. Rồi anh em xem chi tiết video của tôi làm đi rồi mới 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 làm mới chính xác. Nhớ là anh em phải kỹ lưỡng, như giống như tôi phải câu mình cắt ra là phải bỏ vô bọc ni lông cho nó cẩn thận nghe anh em, bởi vì cái loại này nó không có phân hủy đâu. Đó, cho cẩn thận bỏ vô bọc ni lông vậy đó. Rồi đem về nhà cắt ra gọn ghẽ ra đàng hoàng, cái mình tóm lại đem vô ruộng mình lên viền lại. Thay mấy cái chỗ bị rối. Rồi gì đó nghe anh em, còn gì đó cách văn sao đó thì nữa tôi sẽ làm video là chi tiết hơn nữa. Rồi giờ thì chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Rồi chào thân ái.